Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Quang Hải báo tin không vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ Pau FC, Pháp. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF cách đây không lâu đã chốt lịch thi đấu của AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Theo đó, AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau khi vòng chung kết World Cup 2022 kết thúc. Giải bóng đá số 1 Đông Nam Á dự kiến khởi tranh từ ngày 23 tháng 12, khép lại vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua AFF Cup 2020 không thực sự thành công khi bị Thái Lan vượt qua tại bán kết sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang rất quyết tâm để có thành tích tốt tại giải đấu sắp tới, thậm chí là hướng tới ngôi vô địch và soán ngôi của Thái Lan. Chính vì vậy, ông sẽ triệu tập những quân bài tốt nhất cho sự kiện này. Dẫu vậy, ngôi sao số 1 đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại là Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ không thể về hội quân cùng cả đội. Do thuộc FIFA đây nên Pau FC hoàn toàn có quyền không nhả người trong thời điểm diễn ra AFF Cup. Thời điểm đó, Ligue 2 bước vào giai đoạn lượt về và vẫn thi đấu như bình thường hàng tuần. Nếu trở về Việt Nam dự AFF Cup 2022, Quang Hải có thể lỡ 5 trận đấu của Pau FC. Trong khi đó, anh đang có cơ hội để tiếp tục trao vị trí ở đội bóng. Đây là vấn đề Quang Hải buộc phải cân nhắc, tin Thần Cận với Quang Hải cho biết. Thiếu Quang Hải là tổn thất với đội tuyển Việt Nam, có thể ảnh hưởng tới quyết tâm đoạt lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan của huấn luyện viên Park Hang Seo. Tuy nhiên, phía voi chiến cũng phải chịu chung cảnh ngộ khi ngôi sao Chanathip mới đây cũng khẳng định sẽ không tham dự AFF Cup 2022 do cần thời gian nghỉ ngơi. Trở lại với trường hợp của Quang Hải, anh gần như chắc chắn sẽ có mặt ở đợt tập trung ngày 17 tháng 9 tới của đội tuyển Việt Nam để đá cúp giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu thuộc hệ thống FIFA Day và nguồn tin thân cận với Quang Hải chia sẻ, nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, anh sẽ tuân thủ. Chia sẻ trên tờ La République des Pyrénées, huấn luyện viên Didier Tholot của Pau FC đã đưa ra nhận xét về các tân binh của câu lạc bộ, trong đó có Quang Hải. Quang Hải đã ra sân ở cả 3 trận đấu của Pau FC ở Ligue 2, mùa giải này gặp Wigan, Dijon và Le Havre. Trong đó tuyển thủ Việt Nam có 2 trận đấu đá chính, đó là Dijon và Le Havre. Dù vậy, cho tới thời điểm này, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Theo thống kê, Quang Hải có trung bình 54 phút ra sân mỗi trận, trung bình anh có 18,3 lần chạm bóng và 1 đường truyền quyết định mỗi trận. Đó không phải là thống kê tốt đối với cầu thủ ở vị trí tiền vệ công. Tuy nhiên, chia sẻ trên tờ La République des Pyrénées, huấn luyện viên Didier Tholot của Pau FC vẫn đánh giá tốt về tân binh người Việt Nam. Ông cho rằng Quang Hải đang trong quá trình khám phá những điều mới mẻ ở Pau FC. Ông chia sẻ, những cầu thủ trên hàng công đã có tiến bộ nhất định. Tôi có nhiều cầu thủ mới ở tuyến trên và họ cần thời gian để hòa nhập. Không phải ai cũng sẵn sàng. Tôi đang nghĩ đến Myron Georgie, người đang trả giá vì có sự chuẩn bị không kỹ càng. Nguyễn Quang Hải đang tìm kiếm thứ bóng đá mới mẻ tại đây. Henry Sivet cũng không thi đấu trong vòng 1 năm qua. Tờ La République des Pyrénées cũng có đánh giá về tân binh của Pau FC. Charles Boli vẫn đang tìm lại mình. Quang Hải vẫn chưa thể được phong độ tốt nhất nhưng có một vài pha phối hợp ấn tượng. Diadin, Abdi thi đấu tích cực nhưng lại vội vàng. Myron Georgie vẫn chưa có được phong độ tốt. Thực tế hàng công của Pau FC hiện tại thi đấu đã không tốt. Sau 3 trận đấu, họ mới chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của tiền vệ trung tâm Steve Bernard. Do đó, nhiều khả năng trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ bổ sung thêm một nhân tố trên hàng công. Sau nhiều tuần thi công, mặt cỏ mới thì cuối tuần này trong cuộc đón tiếp Sochaux, Pau FC sẽ được sử dụng thảm cỏ mới khá đặc biệt của mình. Theo các báo Pháp, mặt cỏ của sân Nottingham bây giờ sẽ được pha trộn giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Đây là sân bóng hiếm hoi tại League 2 sử dụng cách pha trộn khá mới mẻ này. Thực tế thì phương pháp lai mặt cỏ đã được sử dụng từ World Cup 2018. Năm đó nước chủ nhà Nga đã thiết kế mặt sân Nuzhniki, nơi diễn ra trận chung kết gồm 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo, theo như thông báo của đơn vị thực hiện là công ty SES Pichet từ Ireland. Theo đánh giá, khi cỏ tự nhiên mọc chung với cỏ nhân tạo, cấu trúc của chúng có thể tạo ra một sân thể thao có sức chịu đựng tốt hơn và bền bỉ hơn. Vì vậy, các sân Samara, Kaniligrad, Saran, Rostok, Spartak tại World Cup 2018 cũng sử dụng phương án pha trộn này theo các tỷ lệ khác nhau. Loại lai tạo này được gọi là cỏ hybrid và nó đã được FIFA chứng nhận. Hiện nay nó cũng dần phổ biến trên thế giới. Công ty Hanco chuyên thi công cỏ hybrid cho biết họ đã lắp đặt dạng cỏ này cho hơn 100 sân bóng trên khắp châu lục và các đơn đặt hàng cỏ vẫn tiếp tục đổ về. Việc thi công cỏ hybrid được đánh giá là khá phức tạp, tốn nhiều thời gian, nhưng bù lại phương pháp này lại khá kinh tế, giảm thiểu chi phí chăm sóc cỏ. Nó cũng giúp mặt cỏ chịu được thời tiết khắc nghiệt tốt hơn. với Pau FC. Trận đấu vào cuối tuần này với Sochaux trên mặt sân mới là màn trình làng của Quang Hải và nhiều tân binh khác ở Nottingham. Trong bối cảnh Sochaux đang suy yếu, Pau FC được đánh giá là có cơ hội lớn để giành 3 điểm. Ở vòng 3 Ligue 2, Le Havre tiếp đón Pau FC trên sân nhà của mình. Đoàn quân của huấn luyện viên Luca Esner dù đã vươn lên dẫn trước ngay ở phút 21 nhờ công của Yasin Katcha và chơi trên cơ trong suốt trận đấu, nhưng cuối cùng lại bị gỡ hòa vào phút 82 và chấp nhận kết quả với tỷ số 1-1. Đánh rơi 3 điểm ở những phút cuối khiến huấn luyện viên Luca Esner tỏ rõ sự không hài lòng ở buổi họp báo sau trận. Đây là một kết quả tàn nhẫn đối với chúng tôi, tuy nhiên cũng phải thừa nhận điều gì đó có thể xảy ra khi đội bóng của bạn mới chỉ đang dẫn 1-0 và Le Havre đã phải trả giá. Nhìn toàn thể trận đấu, chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng trước Pau FC. Tuy nhiên, cường độ chơi bóng của Le Havre đã bất ngờ giảm xuống do thời tiết đã làm ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Điều này đã tước đi của chúng tôi cơ hội giành chiến thắng mà đáng nhẽ ra có thể làm được. Nói về bàn thua ở phút 82 do Bernat ghi được cho Pau FC, huấn luyện viên Luca Esner nhận xét: "Thật đáng buồn khi để thủng lưới một bàn thua không hề đáng có như vậy. Đó là cú sút duy nhất của Pau FC trong hiệp 2. Điều này đã khiến chúng tôi tụt lại phía sau để cho đối thủ tấn công nhiều hơn." Trận đấu với Le Havre cũng đánh dấu lần thứ 3 Quang Hải ra sân cho Pau FC ở Ligue 2, trong đó có 2 trận đấu xuất phát ở đội hình chính. Tuy nhiên, màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 1997 không quá ấn tượng và đã bị thay ra ở phút 63. Trong 3 lần ra sân vừa qua, Quang Hải không có bất kỳ kiến tạo hay bàn thắng nào và tung ra được duy nhất một cú dứt điểm nhưng không trúng đích. Trận hòa với tỷ số 1-1 cũng là điểm số đầu tiên của Pau FC ở Ligue 2. Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến Le Havre và Pau FC dìm chân nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới, đội bóng của Quang Hải sẽ có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi chỉ phải tiếp đón Sochaux. 3 vòng đầu tiên tại Ligue 2 của Pau FC là cả 3 lần Quang Hải đều được tung vào sân. Ngôi sao sinh năm 1997 có 2 lần đá chính trước Dijon và Le Havre nhưng vẫn chưa có được dấu ấn đáng kể nào. Đây cũng là điều mà tờ Makhan Bola Indonesia đem ra phân tích ở bài viết gần đây. Trang tin của Indonesia nhận xét về Quang Hải: "Ngôi sao của bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý từ khi gia nhập Pau FC ở giải hạng 2 Pháp. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn chưa tạo được tầm ảnh hưởng với đội bóng mới của mình dù đã được trao cơ hội ra sân ở cả 3 vòng đầu tiên." Trận thua Wigan 0-4, Quang Hải được tung vào sân phút thứ 60 nhưng không thể giúp các đồng đội ghi thêm bàn. Đến trận đấu thứ 2 của Pau FC gặp Dijon, Quang Hải có mặt trong đội hình xuất phát nhưng cũng không chơi nổi bật trên sân khi chỉ có tỷ lệ chuyền chính xác là 46%. Và mới nhất, Quang Hải được đá chính khi Pau FC gặp Le Havre rồi tiếp tục gặp khó và bị thay ra ở phút 63. Trong 3 trận đầu tiên, ngôi sao đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tung ra được cú sút trúng đích nào. Hóa ra Quang Hải cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, tờ Makhan Bola cũng cho rằng việc luôn có tên trong đội hình xuất phát của Pau FC cho thấy Quang Hải đã nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Tholot. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, thuyền trưởng của Pau FC cũng đã động viên Quang Hải sau trận hòa Le Havre khi cho rằng ngôi sao sinh năm 1997 đang trong quá trình hòa nhập và khám phá thứ bóng đá mới mẻ tại Pháp. Ở vòng 4, Pau FC sẽ có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Ligue 2 mùa này khi tiếp đón Sochaux, đội đang tạm đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Tholot tin tưởng xếp đá chính và cũng là cơ hội để anh có được bàn thắng hay kiến tạo đầu tiên.